Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, kpfroshop.com. Hiện tại thì mình đang thấy ở trên cái group Plan and Retouch khá là nhiều bạn like cái share này, cho nên là mình có thể là mình sẽ đu theo. Hiện tại đây cái stock này của bạn Tú Béo, Tú Béo cho Tú Béo hay là sao đó, thì đang nhận được cái sự quan tâm rất là nhiều, và đặc biệt là của anh Trần Tân. Gương mặt này chắc không còn lạ lẫm gì nữa. Đúng rồi, Tú ạc mà. Thì đây mình sẽ mở cái hình ở đó, thì các bạn thể thấy là hình khá là ok ha. Thì đây mình có tải về một số cái hình và mình cảm thấy nhìn nó rất là đẹp, tuy nhiên là thực tế nó làm rất là dễ. Thì đây cái hình mà mình đã tải về đây ha. Thì cách làm như sau này, hình là hình JPEG kể cả của bạn Tú Béo, bạn xe, đây là link của bạn luôn. Và ở thời gian hiện tại thì anh Trần Tân anh có nói là comment thì sẽ share, tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại là 7:09 thì mình vẫn chưa thấy anh share, thế nên là mình làm luôn. Anh có hơi mất lòng gì anh cũng bỏ qua cho em nha anh Tân. Rồi đây, cái hình chúng ta đang có hình JPEG ha, thì đầu tiên á mình sẽ vào filter và chọn camera raw. Nếu như bạn nào sử dụng Photoshop CS6 thì sẽ không có đâu nha, mà các bạn sẽ phải mở từ đầu, ok. Nhưng mà mình nghĩ giờ chắc nhiều bạn sử dụng CC044 trở lên rồi. Rồi, cách làm của chúng ta sẽ rất là nhanh thôi. Đầu tiên này, mình sẽ tăng sáng. Chờ tí, để mình phân tích. Để mình phân tích cái hình này ha. Các bạn thể thấy là tương đối là sáng và rất là mịn, và màu sắc nó lên rất là rực. Đặc biệt là mấy cái màu hoa này, và các bạn thể để ý cái phần màu trắng á, nó hoàn toàn nó không rực mà nó đang hơi xám xám chút xíu. Thì đây mình cũng làm tương tự thôi, tăng sáng lên này. Contrast ở hình của anh Trần Tân có vẻ là không có mạnh lắm, thành ra là mình sẽ tạm thời để contrast không. Highlight mình giảm xuống, tại vì ở cái phần màu trắng á ha. Tiếp theo nữa là phần cái shadow, đây phần shadow là cái phần tối tối ở dưới này, cảm thấy khá là sáng, thế ra mình sẽ tăng lên. White mình sẽ giảm xuống chút xíu, và black ở đây mình tăng lên. Cái clarity mình sẽ giảm xuống, lý do là mình muốn cho cái ảnh nó mịn, tức là bởi vì đây là ảnh JPEG, thành ra là chúng ta làm rất là nhẹ nhàng thôi ha. Tất cả các thông số thì chúng ta làm nhẹ thôi. Sau đó mình sẽ tăng cái vibrance lên chút để cho màu nó rực lên. Rồi tiếp theo nữa làm gì? Cái mà chúng ta thấy ở đây đặc điểm nhiều nhất á, là cái phần da này và phần màu lá cây, các bạn có thể thấy nó đang bị ám vàng. Cái này nó tương đối nó hơi khó thấy xíu, nếu như bạn nhìn quen các bạn sẽ thấy. Rồi đây các bạn thể thấy là cái gam màu chung á, là cái gam màu nó khá là ấm, thành ra là cái chuyện đơn giản. Có rất nhiều bạn hỏi mình cái cách làm sao để mà mình blend cái màu của cái màu da của mẫu cho nó ok lên, thì cái cách đơn giản nếu như bạn chụp JPEG ha, nếu chụp JPEG đẩy cái temperature, tức là đẩy cái nhiệt độ màu lên chút xíu, thì đảm bảo nhìn nó sẽ rất là ấm. Kể cả cái tint này nó mình sẽ lên 1, 2, 3 cái, ba cái hình nhiều mình sẽ lên 1 thôi. Rồi và đây mình sẽ click, chưa xong nha. Qua cái phần noise reduction, tại vì mình muốn làm cho nó mịn lại. Có thể thấy cái hình rất là mịn ha. Thì đây cái noise mình sẽ tăng lên. Noise reduction nghĩa là mình giảm noise, mình sẽ tăng cái phần giảm noise lên, thì các bạn sẽ thấy hình của nó mịn hơn. Và chúng ta click ok. Và chờ cho máy chạy và xong. Nhìn này. 1 2 có lẽ là của ống còn tăng nét lên chút xíu nữa. Đấy mình vào lại thôi, vào filter này, camera raw này. Xong rồi mình qua lại cái này và mình sẽ tăng cái nét lên chút xíu, masking lên để cho nó hơi hơi vào tóc thôi, chứ đừng có nét nhiều quá. Rồi ở đây mình cảm thấy khá là ok. Nhiệt độ màu lên hơn chút xíu nữa đi, để cho nó hơi vừa thôi. Rồi click ok. Rồi chúng ta có kết quả kiểu như thế này, ná ná rồi ấy nha, ná ná rồi. Thì cơ bản mình thấy là nhiệt độ màu như vậy là ok, là mình sẽ chỉ làm một cái tăng nét lên, tăng masking lên. Mình đang đè phía internet cho nên nó hiện ra những cái nét như thế này, và click ok. Rồi và chúng ta cuối cùng có được kết quả kiểu như này, và ở đây mình sẽ cho các bạn coi trước sau này. Đây là trước ha, của Tú Béo, và đây là kiểu của anh Trần Tân, anh C. Dễ không? Dễ bèo, đâu có gì đâu đúng không? Tương tự ví dụ như là mình lấy một số cái hình khác nè, và mình cũng làm tương tự kiểu như thế, thì các bạn có thể thấy là mình làm rất là nhanh. Camera raw nè, thực tế là những cái bước làm này nó không khác gì lắm so với lại những cái bước làm đầu tiên các bạn. Nếu các bạn coi cái những cái tool của mình á, thì các bạn có thể biết là hầu như lúc nào những cái hình mà mình xử lý lần đầu mình cũng làm
những cái bước tương tự kiểu như thế này, đâu khác gì đâu. Lên chút xíu đó, clarity giảm, noise lên và click ok. Đó, đây là sau này đó, và đây là trước này, thấy sự khác biệt chưa? Khá là dễ đúng không? Và quan trọng là cái cách làm chúng ta cũng không có gì gọi là khó khăn lắm. Tuy nhiên là với cái video ngắn này á, mình muốn các bạn hiểu được cái chuyện là cái chúng ta việc chúng ta xác định được cái mục đích, cái cách làm mà chúng ta muốn đạt được ở trong cái hình của chúng ta là cái gì thì nó sẽ ok hơn. Và thông qua cái chuyện này nha, mình muốn cho các bạn cảm thấy so sánh được một cái chuyện. Đầu tiên này, với những cái bước làm cực kỳ đơn giản từ cái stock raw, stock phải stock to raw nữa mà chỉ là JPEG thôi. Thấy chưa, mà ông Trần Tân ông làm rất là đơn giản, những cái bước làm đơn giản như hồi nãy mình làm cho các bạn thấy đó, cái bước làm chẳng có vấn đề gì cả, làm rất là gọn gàng thôi, màu sắc cũng hình như là nguyên gốc so với lại của Tú Béo. Mình không chê Tú Béo nha, mình không chê Tú Béo nha Tú, chỉ là mình nói cái chuyện là ở đây mình đang so sánh cái lượt tương tác á, thì có vẻ như là nhiều người người ta thiên về cái hướng gọi là trong sáng và xử lý đơn giản nhiều hơn. Thì đấy, tất nhiên là cái đấy là cái hướng mà mình show các bạn thấy thôi. Ví dụ như là của anh Trần Tân đi là 3.600 đúng không, còn của Tú Béo là 1.700. Mình nhắc lại một lần nữa, mình không chê Tú Béo nha, nghĩa là tùy mỗi người, tùy cái cách chúng ta làm thôi, hoặc là tùy khách hàng của chúng ta nữa. Ví dụ khách hàng chúng ta muốn cho nó màu nó phải đầm đầm xuống thì mình làm màu đầm kiểu thế. Tuy nhiên là ở cái này các bạn có thể thấy được cái sự khác nhau, và cũng như là cái cách chúng ta làm theo cái hướng làm sao cho đơn giản nhất có thể, thì đa số người sẽ thiên về hướng ta thôi. Ok ha, và bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Và ở cái tutorial sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nháy màu của kiểu của Tú Béo kiểu như thế này, nó khá là đầm và nó ảo hơn so với lại cái nó nghệ thuật hơn so với xử lý đơn giản kiểu như của anh Trần Tân. Và một lần nữa cảm ơn stock của bạn Tú Béo nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì. Bye bye.